chương 741, để cho ta nhân bắt cóc ta. Cũng là ngươi biết chơi. Liền ngươi biết dùng ám chiêu đúng không? Ngươi đã bất nhân vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Trên mặt nổi đấu tranh không làm lại đứng lên, vậy hắn liền trực tiếp đưa tề lân vào chỗ chết, dùng vật lý thủ đoạn giải quyết tên tình địch này. Lập tức đi cho ta liên hệ bản địa người nói chuyện, ta muốn lấy tề lân mạng chó. Tần hàng nộ nói rằng. À. Phó quản lý cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Cái này, cái này sẽ sẽ không quá cấp tiếng, đây chính là phạm pháp A. Quản lý có chút sợ rồi. Tần Hàng cười lạnh nói, nhân gia đều sử dụng thủ đoạn không thường quy, ngươi bây giờ còn nói phạm không phạm pháp. Nếu như tề lân bất tử, chúng ta mới chỉ có thực sự xong đời biết không? Nếu như ngươi không muốn làm, có thể trực tiếp cút đi, ngược lại người có năng lực còn nhiều mà, ta không thiếu ngươi một cái. Ở tề lân nơi đó bị tức, Tần Hàng tất cả đều rơi tại lại thuộc trên người. Phải phải phải, ta cái này đi làm ngay. Phó Tổng Kinh Lý mồ hôi như mưa rơi, hắn cũng luyến tiếp phần này lương cao công tác. Huống hồ, hắn chỉ cần làm kính đáo điểm, chuyện này chưa chắc sẽ có người biết. Tề gia biệt thự. Tề lân lúc này đang loạn chọn ly rượu đỏ, sơ xuân lại là cầm điện thoại di động đứng ở hắn bên cạnh. Trong điện thoại, truyền đến Trần Thệ Minh thanh âm. Lão bản, tầng hàng dưới cờ đáy biển kiếm phó tổng kinh lý vừa rồi tìm tới ta. Trần Thệ Minh nín cười nói rằng. Tề lân thản nhiên nói, tiểu tử ngươi có rắm nói cùng nhau nói, chớ cùng ta ở nơi này thừa nước đục thả câu. 243 Trần Thệ Minh cũng không dám lại ma kỹ, nhanh chóng nói ra, tiểu tử này căn bản không biết ta cũng là người của ngài, ta phái người tại hắn đáy biển kiếm trước cửa nháo sự, khiến cho hắn gà chó không yên, căn bản không cách nào việc buôn bán, hiện tại tiểu tử này gấp rồi, chuẩn bị đối với lão bản ngài hạ thủ, cho nên liền làm cho phó tổng kinh lý tới tìm ta hỗ trợ, nói chỉ cần có thể bắt cóc ngài, giá tùy tiện mở. Ha hả? Nghe được Trần Thệ Minh lời nói, tề lân cũng không nhịn được vui vẻ. Người tìm hắn tới bắt cóc hắn, trên thế giới này còn có như thế có ý tứ sự tình sao lão bản ta hiện tại nên làm như thế nào cái kia phó quản lý còn chưa biết vẫn còn ở ta trong phòng làm việc chờ đấy muốn không ta hiện tại để hắn trần thệ minh làm một làm cho hắn biến mất động tác tề lân con ngươi đen có một vệt ý vị thâm trường hắn vẫn không có đối với tầng hàng động thủ trên thực tế là có hắn suy tính ở bên trong hạ toa bên này vẫn còn không có cầm xuống cô nàng này ngại vì cùng lam vũ hi quan hệ chính là không chịu thừa nhận tâm ý của mình lần này Tần Hàng xuống tay với hắn, ngược lại là một cái tốt cầm xuống hạ toa cơ hội. Không cần động thủ với hắn, tiếp được cái này nhiệm vụ, giá nhớ kỹ cao hơn điểm, liền hai ức A, à, ta đường đường tôn hoàng đại lão bản, chút tiền ấy vẫn là giá trị A. À. Tề lân vừa cười vừa nói. Trần Thệ Minh vẻ mặt sợ hãi, phản phất nghe được địa ngục chê cười, lão bản, ngươi đừng nói giỡn, ta làm sao dám bắt cóc ngài, đến lúc đó các phu nhân còn không chặt ta. Tề lân thản nhiên nói, ngươi chỉ sợ phu nhân không sợ ta người lão bản này. Nếu như hiện tại không dựa theo ta nói đi làm, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi chặt. Trần Thệ Minh rụt đầu một cái, hắn đương nhiên càng sợ lão bản, ta biết rồi, lão bản. Đáy biển kiếm. Tần hàng phòng làm việc. Lão bản, ta đã cùng đối phương nói xong, bọn họ nguyện ý bắt cóc tề lân. Phó tổng kinh lý trở về báo tin. Tần hàng sắc mặt vui vẻ, bọn họ chuẩn bị lúc nào động thủ. Phó tổng kinh lý vội ho một tiếng, bọn họ nói tiền đánh tới liền động thủ tần hàng sắc mặt nhất thời không vui, không phải đều là trước trói người, lại cho tiền sao? Hơn nữa tối đa trước cho một nửa tiền đặt cọc, đối phương muốn bao nhiêu tiền? Phó tổng kinh lý vẻ mặt đau khổ nói, đối phương nói bắt cóc đường đường tôn hoàng đại lão bản, không có hai ức, bọn họ sẽ không động thủ, tề lân bối cảnh ngay tại chỗ địa vị vẫn đủ lớn. Tần hàng mặt lạnh, trong khoảng thời gian ngắn không nói. Nhưng cũng không lâu lắm, trong lòng hắn liền làm đã quyết định. Gật đầu, tần hàng nói ra, tề lân bản thân an ninh xâm nghiêm, vẫn là gian hán thành phố địa đầu xà, bắt cóc phí dụng của hắn đắt một chút cũng nói được. Đem tiền cho đối phương đánh tới, nhưng chỉ có thể đánh trước phân nửa, một nửa kia chờ đối phương đem tề lân mang tới trước mặt của ta, ta lại thanh toán. Phó tổng kinh lý đạt được tin tức xác thật, cười gật đầu, vậy ta đây liền hồi đáp đối phương. Thời gian trong chớp mắt. Mấy ngày sau một buổi tối. Nhất hào bên trong biệt thự. Đã trễ thế này, ngươi còn muốn đi đâu đi? Thấy tề lân đứng dậy phải ly khai, tề tuyết giao mặt cười hơi cáo thời gian đã tới tháng 6, Tề Tuyết Giao đã mang thai mang thai 8 tháng, Lân Cận dự tính ngày sinh. Tề Lân trong khoảng thời gian này ngược lại là thật đàng hoàng, một mực tại số một biệt thự cùng Tề Tuyết Giao. Đã thật lâu không có buổi tối ra khỏi cửa Tề Lân, 10 giờ tối còn muốn đi ra ngoài, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Tề Lân nháy mắt một cái, cười nói, có người muốn bắt cóc ta, đối phương liền tiền đặt cọc đều trả cho ta, ta cái này cái nhân vật chính làm sao có thể vắng học. Tề Tuyết Giao trong nháy mắt nghe hiểu Tề Lân lời nói cái này rõ ràng chính là cái này gia hỏa tự biên tự diễn một tuần kịch nha. Bắt cóc tề lân, tìm người cũng là tề lân thuộc hạ, đối phương cũng thật là đáng yêu chứ. Biết tề lân không có nguy hiểm phía sau, tề tuyết giao tức giận nói, liền ngươi biết chơi, nhớ kỹ về sớm một chút, tiểu bảo bối của ngươi hiện tại quá lớn, khiến cho ta buổi tối xoay người đều trắc trở, đối với ngươi hỗ trợ, ta đều ngủ không được tốt thấy. Đợi chút nữa mang cho ngươi bữa ăn khuya. Tề lân ở tề tuyết giao khóe miệng hôn một cái, sau đó ra cửa một gian hãn bỏ hoang bên trong tề lân ngồi trên ghế chu vi đứng đầy người những thứ này trong ngày thường thâm độc sắc bén các tiểu đệ lúc này lại một mực cung kính đứng ở đó liền cũng không dám thở mạnh một cái trần thệ minh hôm nay là toàn bộ gian hán thành phố nghề giải trí tổng đà chủ bởi vì làm việc quyết đoán hung tàn bị vô số các tiểu đệ sợ e ngại nhưng bây giờ chính là như vậy nhất tôn đại lão tồn tại lại cung cung kính kính đứng ở tề lân trước mặt hướng hắn hội báo gần nhất gian hán thành phố nghề giải trí tình huống còn có tầng hàng bên kia tiến triển Lão đại lão bản, loại này truyền thuyết cấp bậc tồn tại, bọn họ có thể không cung kính sao? tháng sáu gian hán thành phố, đã từng bước oi bước đứng lên. Tề lân phía sau, có tiểu đệ cho hắn tác lấy cây quạt. Cái ghế bên cạnh, còn bày mới mẻ cắt gọn hoa quả, tề lân ngẫu nhiên niết lên một khối, ném vào trong miệng. Cái này hàng ngày qua, giống như là bị bắt cóc bộ dạng. Lão bản, tầng hàng bên kia muốn gọi điện thoại qua đây nghiệm chứng một chút, mới bằng lòng trả còn lại 100 triệu. Trần Thệ Minh nhỏ giọng hướng tề lân hội báo tình huống tề lân tùy ý nói vậy cho hắn xem nha trần thệ minh cười khổ nhưng là lão bản ngài bộ dáng như hiện tại có ai sẽ tin tưởng ngươi bị người bắt cóc ngay cả một sợi dây đều không trói còn tham ăn tham uống hầu hạ tề lân tức giận nói ngươi là đầu óc thiếu cầu nối hay là thế nào dạng ngươi liền sẽ không nói ta là hộ khách tốn hai ức muốn người rất sợ ra một tốt xấu muốn tham ăn tham uống hầu hạ chờ khách nhà tới lại giao cho hộ khách xử lý trần thệ minh hai mắt sáng lên sau đó khờ khờ tìm ra manh mối nói là ta quá ngu, ta cái này liền cho đối phương gọi điện thoại. Cũng chỉ có ở tề lân trước mặt, lãnh huyết tàn khốc Trần Thệ Minh biết giống như trước đây cái kia tên côn đồ giống nhau, ngốc hàm hàm. Chương 742, hắn bên ngoài có nữ nhân, theo ta có quan hệ gì đâu. Sự tình làm thế nào? Phó tổng kinh lý nhận được Trần Thệ Minh bên này điện thoại, vội vã gấp gáp hỏi. Trần Thệ Minh cũng không nói chuyện, trực tiếp đem một đoạn video phát cho hắn xem. Trong hình tề lân, cứ như vậy ngồi trên ghế phía sau cái kia quạt gió tiểu đệ đã biến mất trên ghế mâm đựng trái cây cũng bị dời đi không phải trói sợi dây đã rất quá đáng lại làm một người phiến cây quạt làm bàn hoa quả gì gì đó liền không nói được ngốc tử cũng có thể nhìn ra chuyện không thích hợp phó tổng kinh lý liền tại tầng hàng trong phòng làm việc hắn lập tức đem màn hình cho lão bản xem tại sao vậy cứ như vậy thả tề lân tên chó chết này ngồi trên ghế liền sợi dây cũng không trói đây là rất sợ ngược đãi hắn rồi sao Tần Hàng bất mãn hết sức nhìn lấy điện thoại di động nói rằng. Phó tổng kinh lý cũng hiểu được cố gắng không hợp lý, thế nhưng hắn nhìn kỹ một lần màn hình phía sau, nhanh chóng giải thích, lão bản ngươi xem, cái này tề lân xung quanh đều là trên lưng tất thương trong coi, có chừng mười mấy người, xâm nghiêm như vậy trong coi, cái này tề lân căn bản là trốn không thoát, sở dĩ sợ dây trói không phải cột cũng không đáng kể a. À. Cái giải thích này làm cho Tần Hàng sắc mặt hơi chút dễ nhìn chút. Một lát sau, thậm chí nhịn không được nở nụ cười lạnh, theo ta ngầm, họ tề, ngươi cũng không nghĩ ra chính mình sẽ có một ngày như vậy chứ. Lập tức cho đối phương trả lời điện thoại, liền nói đem tề lân lưu cho ta, ta muốn tự mình đi qua một chuyến, làm cho tên chó chết này biết từ ba là thua ở trên tay người nào. Phó tổng kinh lý gật đầu, đem điện thoại truyền bá trở về, thuận tiện đem tầng hàng lời nói truyền đi qua. Lão bản, đối phương nói phó thanh còn lại 100 triệu, tài năng, mới có thể đem người giao cho ngươi. Một lát sau, phó tổng kinh lý cười khổ quay đầu nói rằng. Người đã chộp được, Tần Hàng hiện tại cũng không thiếu cái này 100 triệu, dù sao hắn lão đầu tử vốn là tân quốc 10 đại phú hào một Đem 100 triệu xoay qua chỗ khác, sáng sớm ngày mai ta qua đi xem người. Tần Hàng ý bảo phó tổng kinh lý chuyển khoản. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Căn cứ đối phương ước định địa phương, Tần Hàng mang theo hai gã súng lục bảo tiêu còn có phó tổng kinh lý đi tới Trần Thệ Minh nói vứt bỏ nhà xưởng. Quả nhiên, ở chỗ này hắn gặp được bị giam cầm lên tề lân. Dám mắt cốc ta, người lá gan không nhỏ à. Tề Lân đàng hoàng ngồi trên ghế, nhìn thấy Tần Hàng đến, hắn con ngươi đen hơi hiếp nói rằng. Tần Hàng trên dưới quan sát Tề Lân hai mắt, sau đó lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Là không phải là bởi vì đối với ngươi quá khách khí duyên cớ, không có để cho ngươi chịu đến đau khổ da thịt, để cho ngươi đã quên mình bây giờ tình cảnh. Tề đại thiếu gia, ngươi bây giờ đã bị bắt cóc biết không? Ngươi cũng đã thành ta dưới bậc bởi vì, còn ở nơi này nói ta lá gan không nhỏ, ta xem ngươi là đầu óc tú đậu. Tần Hàng cũng không khách khí tìm một cái ghế ngồi xuống, hiện tại ta cũng không cùng ngươi lời nói nhảm, cho ngươi hai lựa chọn. Tề lân nhìn lấy đã nắm chắc phần thắng tần hàng, trong lòng có chút không nhịn được muốn cười. Nhưng hắn vẫn là theo tần hàng xin hỏi nói, lựa chọn gì? Tần hàng rất khó chịu tề lân này tấm lạnh nhạt dáng dấp. Đệ một lựa chọn, ngươi bây giờ liền quỳ xuống cho ta nhận sai, đồng thời khiến người ta rút về sở hữu dưới đáy biển kiếm trước cửa quấy rối người, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng. Lựa chọn thứ hai, ngươi có thể tiếp tục cùng miệng ta cứng rắn, mà ta sẽ như ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, sau đó lặng yên không tiếng động tiêu thất trên thế giới này. Tề lân suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên nói, ngươi thích hạ toa chứ. Tần hàng vẽ mặt hắc tuyến. Bây giờ là hỏi cái này thời điểm sao? Cái này xóa bức tư tưởng nhảy thoát quá xa chứ. Đúng thì thế nào? Tần hàng đen lấy mặt nói rằng. Tề lân cười nói, vậy ngươi nghĩ tới một vấn đề chưa? Ngươi là duy nhất theo ta người có thù oán, nếu như ta tiêu thất ở trên thế giới này, hạ toa có thể hay không hoài nghi ngươi? lấy tính tình của nàng, người đời này phỏng chừng cũng không thể đuổi tới nàng. Nghe xong Tề Lân lời nói, Tần Hàng một trận trầm mặt. Hạ Toa mặc dù không có cùng với Tề Lân, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra Hạ Toa đối với Tề Lân là có cảm tình. Nếu như mình giết chết Tề Lân, Hạ Toa hoài nghi đến trên đầu mình làm sao bây giờ? Kẻ xấu đến đâu, cũng có si tình uy hiếp một mặt. Tần Hàng là một hợp cách thương nhân, xấu chính là ở chỗ hắn đọc trong lúc học đại học, đối với Hạ Toa di chuyển chân tình. Đột nhiên, Tần Hàng ngẩng đầu cười rồi, ngươi không nhắc nhở ta, ta đều không có nhớ lại cái này một ra, nếu cái này dạng, ta sẽ cho ngươi lựa chọn thứ ba, chỉ cần ngươi hiện đang gọi điện thoại cho hạ toa, nói ngươi không thích nàng, từ đầu tới đuôi đều là đang lợi dụng nàng, nói nàng là một tùy tiện lừa một chút là có thể lên tay tiện nữ nhân, chỉ cần ngươi nói với hạ toa những lời này, ta lập tức sẽ tha cho ngươi. Phim vực ăn uống thị trường hắn có thể không cần, hắn có thể tiếp tục trở về Tân Quốc làm phú nhị đại, hoặc là đi phiêu lượng quốc gây dựng sự nghiệp. Nhưng chỉ cần có thể từ tề lân trong tay cướp đi hạ toa, ở tầng hàng trong lòng cái này mới là chân chính thắng lợi tề lân do dự một chút ngươi nói thật chứ chỉ cần ta nói những thứ này ngươi liền đáp ứng thả ta tầng hàng cười lạnh nói ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau hèn hạ vô sĩ sao ta đối với hạ toa là một lòng một ý dáng vẻ này ngươi tên hỗn đảng này hái hoa ngắt cỏ vô số căn bản là không xứng với hạ toa ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi ở bên ngoài những chuyện kia có nhiều nữ nhân như vậy còn tới trêu chọc hạ toa ngươi nhất định chính là đồ cạn bã Tề Lân không phải không thừa nhận, Tần Hàng đích xác là một đa tình. Nhưng vấn đề là, Hạ Toa không thích hắn, cùng chính mình có quan hệ gì? Ngươi điều tra qua ta. Vậy ngươi đem ta bên ngoài nữ nhân đông đảo sự tình nói với Hạ Toa chưa? Tề Lân hơi hứng thú hỏi. Nói lên điểm này, Tần Hàng nhất thời vẻ mặt không nói. Chuyện này hắn điều tra rõ ràng trong chớp mắt, liền cao hứng bừng bừng cùng Hạ Toa nói. Ở Tần Hàng nhận thức, một ngày Hạ Toa biết Tề Lân là một cặn bã nam, khẳng định sẽ đối với Tề Lân tổn thương thấu tâm, do đó chuyển đầu vào trong lòng của mình. Nhưng sự thực chứng minh, hết thảy đều là tầng hàng suy nghĩ nhiều. Hạ toa, những thứ này đều là ta vỗ tề lân cùng nữ nhân khác tư hỗn bức ảnh, cái này vương bác đảng căn bản là thứ cặn bả nam, ngươi không cần thiết lại đối hắn động tình, trên cái thế giới này có thể xứng với ngươi, đồng thời một lòng một đôi ngươi, chỉ có ta một cái người. Hạ toa nhìn mấy lần những hình kia. Bên trong có nàng nhận thức, tỉ như chất nữ lam vũ hy. Cũng có nàng không nhận biết tốt mấy người phụ nhân. Tề Lân ở bên ngoài có rất nhiều chuyện của nữ nhân, nàng đã sớm biết. Hạ Toa đối với Tề Lân đã động tình, nhưng ngại vì Lam Vũ Hy kẹp ở giữa duyên cớ, nàng vẫn khiến cho chính mình quên việc này. Nhưng bây giờ, Tần Hàng tên hỗn đảng này lại cưỡng chế nàng nhớ lại những thứ này chuyện thương tâm, Hạ Toa trong lòng mắng người xung động đều có. Mà nàng cũng trả hành trình động rồi. Hạ Toa ngữ khí nhàn nhạt, ta và Tề Lân là tình lữ hoặc là quan hệ vợ chồng sao? Tần Hàng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, không phải. Hạ toa một bộ ngu ngốc gián dấp nhìn lấy Tần Hàng, nếu ta và hắn không có bất cứ quan hệ gì, vậy hắn ở bên ngoài có chuyện của nữ nhân, theo ta có gì tương quan? Tần Hàng, trước đây ta còn cảm thấy ngươi là chính nhân quân tử, nhưng ngươi hiện tại này tấm ở người phía sau tố cáo tiểu nhân dáng dấp, thật để cho ta ác tâm. Nhìn lấy thiên thanh sắc sườn xám, ăn mặc bạch ti quá gối tất hạ toa lạnh nhạt ly khai. Coi như ta không chọn tề lân, ta cũng sẽ không lựa chọn ngươi, về sau ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đem. Tần Hàng, Nghĩa Chương 743, Bạch Ti thuốc mở, để cho ta có điểm kìm lòng không đậu. Tần Hàng không muốn nói cho Tề Lân, hắn bị mắng tổ huyết lâm đầu. Để cho ngươi gọi điện thoại liền đánh điện thoại, ngươi là không phải là không muốn chính mình đầu cẩu mệnh này rồi hả? Tần Hàng tức giận mắng Tề Lân một câu. Thế nhưng hắn lại không chứng kiến, đứng ở sau lưng hắn Trần Thệ Minh trong ánh mắt, đã mắt lộ ra hung quang. Cái này thằng cờ hó đồ chơi gì, lại dám đối với lão bản nói như thế? Nếu như không phải phải dựa theo lão bản kế hoạch hành sự, chỉ bằng hắn đối với tề lân vô lễ thái độ, trần thệ minh đã để đầu hắn dọn nhà. hành, ta đánh. tề lân nhún vai, sau đó tiếp nhận trần thệ minh đưa tới điện thoại di động. diễn trò làm nguyên bộ. hắn nếu bị bắt cóc, điện thoại di động nhất định sẽ bị trói vỉ tịch thu. điện thoại gọi thông. hạ toa trong giọng nói hiện ra vẻ uể oải, trẻ như thế tìm ta có chuyện gì không? xem bộ dáng như vậy, hạ toa là nhìn qua điện tên của người, mới chỉ có nghe điện thoại tề lân ngữ khí ít có mang theo một tia chăm chú, coi như hiện tại trời tối người yên, nhưng ta như trước khó có thể đi vào giấc ngủ, bởi vì ta trong lòng ở một cái người, nàng làm ta mong nhớ ngày đêm, rồi lại chạm không tới. Đừng hắn mụ theo ta lời nói nhảm, nói nhảm nữa có tin ta hay không để cho ngươi lại cũng không mở miệng được. Nghe tề lân tại cái kia lải nhải, tần hàng kém chút giận điên lên. Trực tiếp cướp đi điện thoại ngủng. Làm cho cơ cùng hạ toa nhất đau lưỡng đoạn, ngươi khen ngược, còn chạy đi lưu nhân gia, ngươi đây là rất sợ hạ toa quên không được ngươi sao? Khái khái, có điểm kìm lòng không đậu, dù sao ta cũng nhớ thương sườn xám bạch ti thuốc mở rất lâu rồi. Tề lân lộ ra vẻ lúng túng nhưng không mất nụ cười lễ phép. Tần hàng nghe không hiểu cái gì là thuốc mở, hắn cắn răng nói ra, cuối cùng sẽ cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi còn dám nói lung tung, lão tử trực tiếp một thương tiễn ngươi đi gặp Diêm Vương. Tề lân nhún nhún vai, lần này cam đoan hảo hảo nói. Tần hàng lạnh trên một tiếng, lúc này mới đem tề lân điện thoại đưa tới. Bên kia, bị cúp điện thoại hạ toa vẻ mặt mặt danh kỳ diệu. Nhưng cùng lúc, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lại có chút hơi phím hồng. Sáng sớm, hỗn đảng này lại phát cái gì thần kinh, nói với ta một đống lớn bừa bộn nói. Không phải sớm đã nói với hắn rồi sao, chỉ cần Vũ Hy kẹp ở giữa một ngày, chúng ta sẽ không có một khả năng nhỏ nhoi. Còn có, bày tỏ cũng dám bày tỏ, đánh phân nửa cũng là có ý gì. Người nhát gan. Đinh linh linh. Dỗ nước bọt tề lân thời điểm, bên kia điện thoại lại lần nữa gọi lại. Tiểu Di, vẫn còn chứ? Tề lân cười hỏi. Hạ toa không biết bao lâu chưa từng nghe qua tề lân gọi tiểu di. Nghe thấy tiếng mập mờ tiểu di, nàng mặt cười lại có chút nóng hổi. Sáng sớm bên trên không giải thích được, ngươi đến cùng có chuyện gì à? Hạ toa có chút chịu không nổi tề lân thần kinh chất, Kiều Sơn nói rằng. Ta bị tần hàng bắt cóc, hắn làm cho ta đã nói với ngươi, ta không thích ngươi, từ đầu tới đuôi đều là đang lợi dụng ngươi, ngươi là tùy tiện lừa một chút là có thể lên tay tiện nữ nhân, đối với giá trị của ta, cũng chỉ có thể lợi ít tiền. Tề Lân thập phần thành thật đem Tần Hàng lời nói chuyển thuật đi qua. Thành thật đến ai dạy hắn nói như vậy, đều cung đi ra. Hạ toa. Tần Hàng. Con mẹ nó ngươi trêu chọc ta đúng không? Ta làm cho tự ngươi nói, ngươi đem ta khai ra. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi là chứ. Tần Hàng quả thực muốn điên rồi, nhịn không được liền hướng lấy Tề Lân nổi trận lôi đình quát. Mà tiếng gào này, cũng để cho điện thoại đối diện Hạ Toa đã biết Tề Lân tình cảnh hiện tại. Tần Hàng cư nhiên bắt cóc Tề Lân. Hạ Toa nhất thời buồn ngủ hoàn toàn không có, trực tiếp từ phòng làm việc ghế ngồi đứng dậy. Tần Hàng, ngươi không nên sằng bậy. Nếu như ngươi dám thương tổn Tề Lân, đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Hạ Toa hướng về phía điện thoại bên này lãnh nói rằng. Hạ Toa đã biết sự tình, cũng liền đại biểu Tần Hàng luôn luôn nho nhã quân tử hình tượng trực tiếp sụp đổ. Sau hít thở mấy cái khí, hắn một tấm mặt mũi cũng từng bước giữ tận. Nếu Tề Lân tên chó chết này có thể làm phần tử xấu, ta vì cái gì liền không thể làm phản phái. Nghĩ vậy, Tần Hàng đoạt lấy Tề Lân trong tay điện thoại di động, đối với Hạ Toa uy hiếp được, nếu như ngươi không muốn Tề Lân có chuyện, liền trực tiếp tới ít 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 vứt bỏ nhà xưởng, ta cho ngươi một giờ, nếu như đúng giờ không đến, ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể của hắn. Đã dùng thường quy thủ pháp không chiếm được, cái kia Tần Hàng cũng chỉ có thể dùng Tề Lân uy hiếp Hạ Toa tự phạm. Chỉ cần hắn thuận lợi bắt được Hạ Toa thanh bạch, hắn cũng không tin người nữ nhân này biết vĩnh viễn thích Tề Lân. Hạ Toa còn muốn quát lớn Tần Hàng, làm cho hắn thanh tỉnh một điểm, nhưng bên kia điện thoại đã cúp. Tần Hàng, ngươi đây là đang phạm tội. Đã không có tề lân tin tức, hạ toa lúc này cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, kinh hoảng một mảnh, thậm chí khuôn mặt đều có chút tái nhật. Nàng luôn cho là tề lân trong lòng hắn chỉ là một cái không quan trọng người mà thôi, chỉ là một cái lấy khi dễ chính mình làm thú vui hỗn đảng. Thẳng đến tề lân lần này bị bắt cóc, cái loại này lòng như đau cắt thống khổ, làm cho hạ toa rõ ràng nhận thức được. Tề lân cũng không phải là râu ria, có cũng được không có cũng được, hắn đã trở thành hạ toa sinh mệnh không thể thiếu người nàng không cách nào tưởng tượng nếu như tề lân thực sự ra một tốt xấu, chính mình còn có dũng khí hay không, tiếp tục ở đây thế gian sống sót. Đối với, đánh trước điện thoại báo cảnh, tỷ phu bây giờ là gian hán thành phố cảnh sát cục trưởng, hắn nhất định có thể đem tề lân cứu ra. Hạ toa kinh hoảng sau một lúc, liền ổn định lại tâm tình của mình. Nàng cho Lam Cương gọi điện thoại, báo cho tề lân bị bắt cóc chuyện, đồng thời còn đem tề lân bị bắt cóc vị trí nói ra. Lam Cương bên kia biểu thị, đã biết rồi, lập tức tự mình dẫn đội đi giải cứu lúc hạ toa lúc này mới tùng một khẩu khí. Không được, chỉ là báo cảnh vẫn không thể cam đoan tề lân hai. Hai an toàn, ta phải lập tức chạy tới, ổn định tầng hàng. Nếu như tầng hàng nhìn không thấy ta, mất lý trí phía dưới, đối với tề lân động thủ, vậy thực sự xong. Hạ toa ai cũng không có gọi, nói cùng với chính mình sách tay, liền xuống lầu mở cùng với chính mình xe, đi tầng hàng nói vị trí. Tề lân, người hỗn đảng này luôn luôn không phải xấu nhất, giảo hoạt nhất sao? Vì sao lần này còn có thể bị người khác bắt cóc? ngươi lần này cần là thật ra một tốt xấu, ngươi xem ta về sau vẫn để ý không để ý tới ngươi. Dọc theo đường đi, hạ toa một bên chảy nước mắt, một bên thở phì phò mắng tề lân không phải chú ý an toàn của mình, lúc này mới sẽ tầng hàng nói nửa giờ sau. Hạ toa rốt cuộc đã tới tầng hàng chỗ ở vứt bỏ nhà xưởng. Xe mới dừng lại xong, hạ toa liền chìa khóa đều không quất, đạp giày cao góc liền bay thẳng đến vứt bỏ háng phòng bên trong đi tới. Chương 744, Tiểu Di là độc nhất vô nhị. Cho ta một khẩu súng. Tần Hàng nghe đến bên ngoài giày cao gót thanh âm, nhãn thần có vẻ điên cuồng. Hắn đối với Trần Thệ Minh đưa tay ra. Trần Thệ Minh cũng là nhìn về phía Tề Lân. Tề Lân con ngươi đen đưa tới một ánh mắt. Trần Thệ Minh nhất thời minh bạch, đưa một khẩu súng cho Tần Hàng. Bất quá cây súng này cũng là đạn giấy. Tần Hàng đưa qua súng lục, liền trực tiếp hướng về phía Tề Lân đầu. Hắn cười gằn nói, liền ngươi biết làm người xấu sao? Vì sao ta đối với hạ toa cùng dạy một mảnh trả giá, nàng như trước thích ngươi cái này bất học vô thuật lưu manh. Nếu cái này dạng, ta đây sẽ nhìn một chút ngươi trong lòng hắn rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, ta muốn để cho nàng dùng chính mình đến đổi ngươi một cái mạng chó. Tần Hàng đang khi nói chuyện. Hạ Toa lại đã bước nhanh đến. Vừa tiến đến, Hạ Toa liền thấy được Tần Hàng cầm thương chỉ vào tề lân đầu một màn. Thấy như vậy một màn, nàng một lòng mãnh địa căng thẳng, phản phất bị người hung hăng nắm được một dạng. Tần Hàng, ngươi muốn làm gì? Hạ Toa lớn tiếng hô. Tần Hàng thấy Hạ Toa vào được, nhìn lấy nàng gương mặt tuyệt đẹp, nhãn thần xuất hiện một màn điên cuồng. Ngươi hỏi ta làm cái gì không bốn? Chẳng lẽ cái này còn xem không rõ sao? Ta đương nhiên là muốn giết tên hỗn đảng này. Vì sao lâu như vậy, ngươi đối với cảm tình của ta một điểm đáp lại đều không có? Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ta đến cùng có chỗ nào thì không bằng người này. Không đợi hạ toa nói cái gì, tề lân lúc này nháy mắt một cái nói ra, đúng vậy a à, toa toa, ngươi nhanh lên một chút nói cho tầng hàng, hắn đến cùng điểm nào nhất không bằng ta, ngươi đến cùng yêu thích ta trên người ưu điểm gì cho đến lúc này tề lân còn không đứng đắn hạ toa là dở khóc dở cười nhưng nàng cũng đã nhìn ra tần hàn đã lâm vào điên cùng trạng thái nếu như bây giờ chính mình không động viên lấy hắn mà nói hắn nói không chừng thực sự sẽ đối với tề lân làm ra cái gì không thể nào đoán trước chuyện tới ngươi không có nơi nào không tốt ngươi xuất thân danh môn vọng tộc ngươi vẽ bề ngoài xuất chúng tao nhã lịch sự cũng chịu rất nhiều nữ hài tử thích hạ toa thở dài một tiếng sau đó nói rằng Nghe được chính mình tại hạ toa trong lòng hình tượng như vậy ưu tú, Tần Hàng sắc mặt dần dần dịu đi một chút. Ngươi đã cảm thấy ta cái này sao tốt, tại sao còn muốn tuyển trạch tên hỗn đảng này? Tần Hàng chỉ vào tề lân vẻ mặt không cam lòng hỏi. Hạ toa mặt cười ửng đỏ, ta lúc nào chọn tề lân, ta theo hắn không phải tình lữ quan hệ tốt chứ? Tần Hàng nói, ta ưu tú như vậy, ngươi nói tề lân không phải bạn trai ngươi, vậy ngươi vì sao không đáp ứng làm bạn gái của ta? Hạ toa nghiêm sắc mặt, bởi vì có so với cảm tình chuyện trọng yếu hơn, ta hiện tại chỉ nghĩ đem tinh lực đặt ở trên công việc, hơn nữa ta cảm thấy ngươi rất tốt, cũng không đại biểu ta liền thích ngươi, ái tình vật này không phải dựa vào nhân phẩm tốt không tốt để cân nhắc. Tần Hàng, nói hồi lâu, hạ toa còn là không thích chính mình. Không thích chính mình, đó chính là thích tề lân lạc. Nghĩ vậy, đã không có đường quay về đi Tần Hàng, biểu tình lần nữa giữ tận lên. Không thích ta là chứ. Ta hiện tại liền tới thử một chút, tề lân tên chó chết này ở trong lòng ngươi vị trí rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu hạ toa nghe xong tần hàng lời này mặt cười cũng là cả kinh ngươi muốn làm cái gì tần hàng cười lạnh nói ở ta và tề lân trong lúc đó chọn một cái nếu như ngươi tuyển trạch gả cho ta ta liền thả tề lân nếu như ngươi tuyển trạch tề lân ta đây hiện tại liền giết hắn hạ toa ngươi coi như chiếm được người của ta cũng không chiếm được lòng ngươi làm như vậy thực sự đáng giá không hạ toa đôi mi thanh tú cau lại tần hàng lớn tiếng mắng đừng nói với ta những thứ này chó má ta liền hỏi ngươi chọn ta chọn tề lân ta cho ngươi đếm ba tiếng, nếu như ngươi không trả lời ta, ta liền một đoạt đập chết hắn. Nói tầng hàng nòng súng đã đổi ở tại tề lân trên huyệt thái dương. Thấy như vậy một màn, hạ toa hoảng sợ muốn lên trước, ngươi đừng sang bậy. Tần hàng nói, ngươi đừng qua đây, trả lời ngay vấn đề của ta, một hạ toa lo lắng vạn phần. Nàng tuyệt không thích tần hàng, thậm chí chán ghét tục cùng cái này ngụy quân tử. Để cho nàng bằng lòng gả cho tần hàng, đây không phải là khai quốc tế vui đùa sao. Nhưng vấn đề là, nếu như không đáp ứng gả cho hắn, tề lân thì có nguy hiểm tánh mạng. Là ái tình trọng yếu, vẫn là tề lân mạng trọng yếu. Hạ toa thống khổ hỏi ý cùng với chính mình nội tâm. Nếu như tề lân chết rồi, ta còn có thể gặp được đến một cái thật tâm thích người sao? Sẽ không? Hạ toa mặt tái nhật lắc đầu. Quan gia, coi như coi như ta nợ ngươi, về sau ta rốt cuộc không cần khổ não ngươi và vũ hy quan hệ, cũng chúc ngươi và vũ hy hạnh phúc đến già hạ toa đôi mắt đẹp trưng trưng, dần dần ngẩng đầu lên. Hai. Mà lúc này, Tần Hàng cũng đã đếm tới hai. Ta đáp. Hạ toa chuẩn bị bằng lòng Tần Hàng. Nếu như ngươi dám đáp ứng hắn nói, không cần chờ Tần Hàng động thủ, ta lời đầu tiên giết. Lúc này, Tề Lân đột nhiên bắt lại Tần Hàng súng lục, vẻ mặt quyết tuyệt nói rằng. Tề Lân không có bị bất luận kẻ nào ràng buộc, hắn bảo khởi là ngay cả Tần Hàng cũng không nghĩ tới. Tần Hàng lúc này sắc mặt vui vẻ, bởi vì hạ toa dường như liền muốn bằng lòng gả cho hắn. Nhưng Tề Lân đột nhiên này một làm rối, Tần Hàng sắc mặt nhất thời tối sầm lại hạ toa tần hàng bức bách nàng liền tính tề lân hỗn đảng này hiện tại cũng đi ra trêu tức nàng muốn không chín trăm năm mươi bảy nàng cũng đừng sống rồi chết rồi xong hết mọi chuyện về sau cũng không cần lại vì hỗn đảng này tâm phiền con mẹ nó ngươi điên rồi chết tử tế không bằng vô lại sống ngươi nhiều nữ nhân như vậy thực sự chỉ thiếu hạ toa một cái sao lần này thấy tề lân luẩn quẩn trong lòng đến phiên tần hàng gấp gáp rõ ràng tề lân vừa chết hạ toa bằng lòng không mở biết lại bằng lòng gả cho hắn thậm chí biết hận hắn cả đời tề lân một đôi con ngươi đen cùng hạ toa nhìn nhau hắn nói ra một phen ý vị thâm trường nói trên thế giới nữ nhân xác thực rất nhiều thế nhưng tiểu di lại là độc nhất vô nhị nếu như thấy được nàng cùng nam nhân khác kết hôn cái loại này cảm giác đau lòng cùng chết rồi cũng không khác nhau gì cả nói đến đây tề lân lại đi bóp cò giết ta đi ngay bây giờ tề lân trước mặt mọi người bày tỏ làm cho hạ toa khuôn mặt đỏ lên nhưng trong lòng càng phát khẩn trương nàng lại không phải thật đáp ứng rồi tầng hàng gả cho hắn đây chỉ là ngộ biến tùng quyền chết tử tế không bằng vô lại sống, có chuyện gì ít nhất phải đợi đến sống sót lại nói a. À. Phanh. Nhưng có một số việc chính là trùng hợp như vậy, Tề Lân cùng Tần Hàng tranh đoạt súng lục trong quá trình, xảy ra cướp cò. Nòng súng đối diện ngay Tề Lân. Một tiếng súng vang sau đó, Tề Lân trực tiếp ngã xuống đất, nằm ở trên cánh tay của mình. Thấy như vậy một màn, hạ toa cả người đều ngây dại, phản phất linh hồn xuất khiếu một dạng, đầu óc trống rỗng. Chương 745, sinh ly tử biệt. Tề Lân chơi có điện hoa. Tề lân. Một giây kế tiếp, nàng kêu khóc, liền hướng lấy tề lân vị trí đánh tới. Nàng cái gì cũng không đoái hoài tới, cái gì an nguy của mình, cái gì tần hàng còn có thương. Hắn hiện tại trong mắt, chỉ có đã ngã xuống tần hàng họng súng tề lân. Không phải. Cái này chuyện không liên quan đến ta, là chính bản thân hắn đi lên đoạt, chính hắn bóp cò súng. Tần hàng lão đảo nghiêng ngã lui về phía sau lùi lại mấy bước. Thời khắc này tần hàng căn bản không có phát hiện, vứt bỏ trong kho hàng người đã biến mất vô ảnh vô tung bao quát đem tề lân bắt cóc tới được trần thệ minh còn có cái kia chút mã tử tần hàn ngươi cái này vương bác đảng ngươi tại sao muốn giết hắn hạ toa tính khí thuộc về peter pot thế nhưng nàng lại thực sự không có mắng hơn người lúc này ông lấy tề lân đã khóc lê hoa đái vũ nàng một đôi mắt đẹp trừng mắt tần hàn bên trong là tràn đầy hận ý tần hàn hắn đã nhìn ra mình đời này đều không cơ hội thu được hạ toa phương tâm bởi vì hắn giết chết tề lân mặt khác tần hàn dù sao chỉ là một phú nhị đại không phải là cái gì cùng hung cực ác đồ. Tuy là hắn cảm thấy tề lân không phải là mình giết, nhưng cảnh sát biết tin tưởng lời của mình sao. Một ngày cảnh sát tới, nghĩ đến hắn nửa đời sau có thể sẽ ở trong ngục giam vượt qua, thậm chí là ăn hạt đậu phộng, trong lòng hắn hại sợ muốn chết không phải. Hắn còn có vinh hoa phú quý không có hưởng thụ. Hắn có tiền như vậy, kiểu nữ nhân gì không chiếm được. Mình tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Hồi Tân Quốc đi, chỉ cần trở về Tân Quốc đi, bằng vào ta ba năng lượng, ta tuyệt đối sẽ không có việc. Tần Hàng xem ra đối với Hạ Toa cảm tình cũng không phải như vậy chân thành tha thiết. Gặp phải nguy cơ thời điểm, hắn nào còn có dư Hạ Toa, chính mình trước hết lưu. Mà hắn chính là làm như thế. Thừa dịp Hạ Toa ôm lấy tề lân khóc thương tâm gần chết. Tần Hàng lặng yên không tiếng động miêu bộ, ly khai cái tòa này vứt bỏ thương khố. Tề lân trúng đạn rồi. Đây đương nhiên là không thể. Hắn khóe mắt liếc qua đánh giá vứt bỏ trong kho hàng hoàn cảnh. Khi xác định mọi người đều đã sau khi rời đi, tề lân con ngươi đen hiện lên một vệt mưu kế được như ý cười xấu xa khái khái tề lân chật vật ho khang hai tiếng sau đó chậm rãi mở mắt ra cùng lúc đó hắn bóp nát bụng một túi máu heo tề lân ngươi ngươi không chết hạ toa nghe được tề lân tiếng ho khang lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngẩn cả người một giây kế tiếp hạ toa mừng không kể xiết cái kia phát súng kia đánh vào ta trên bụng nghe nghe ngữ khí của ngươi rất muốn ta chết rồi chứ tề lân vẻ mặt suy yếu nói rằng hạ toa liều mạng lắc đầu dọc nước mắt cuồn cuộn mà rơi ta không muốn ngươi chết ta làm sao sẽ nghĩ để cho ngươi chết tề lân ngươi ngàn vạn lần phải sống ta gọi ngay bây giờ điện thoại gọi xe cứu thương dường như nhớ ra cái gì đó hạ toa hốt hoảng muốn lấy điện thoại di động gọi xe cứu thương tề lân cũng là đè xuống nàng tay nhỏ bé lạnh như băng cười khổ lắc đầu không phải không cần gọi xe cứu thương tuy là một thương này không có bắn trúng đầu của ta nhưng là đánh trúng thận của ta ta sợ ta là không được nghe được tề lân nói như vậy hạ toa lần nữa nước mắt rơi như mưa không ngừng lắc đầu khóc chồng nói sẽ không ngươi không có việc gì ngươi người xấu xa như vậy diêm vương gia cũng không dám thu ngươi tề lân đều nhanh chết rồi còn tổn hại chính mình cái này hạ toa đối với mình oán niệm không nhẹ a à. thừa dịp thừa dịp ta hiện tại còn có một khẩu khí ta có vài câu di ngôn muốn nói với ngươi ngươi đừng lại đánh đoạn ta mà nói bằng không ta chết không nhắm mắt tề lân hư nhược nói rằng hạ toa một đôi trắng nõn tiểu thủ nắm thật chặt tề lân một đôi tay khóc đã sắp tắt thở chỉ cần vừa nghĩ tới tề lân lập tức sẽ ly khai chính mình nàng cảm giác thiên đô nhanh sập xuống ô ô ô ngươi ngươi nói ta không đánh đoạn ngươi tề lân vui mừng cười rồi toa toa ngươi yêu ta sao giữa nam nữ yêu ta muốn ngươi nói lời nói thật tề lân hỏi đệ một vấn đề hạ toa nào sẽ nghĩ tới tề lân sáo lộ sâu như vậy liền chết đều muốn làm giả hai người đã ở vào sau cùng cáo biệt giai đoạn hạ toa rốt cuộc không tiếp tục ẩn giấu tâm ý của mình nàng trắng ngoãn khuôn mặt chủ động dán tề lân mặt dành cho hắn ấm áp Ướp nhẹp lệ ngân đem tề lân mặt đều dính ướt ta yêu ngươi ta yêu ngươi tên hỗn đảng này nhưng vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng với vũ hy ngươi biết ta biết ngươi về sau bao nhiêu giày vò sao ta không chỉ có phải nhẫn chịu ngươi từng bước tới gần còn muốn bóc chế tâm ý của mình ta sợ tỷ tỷ đã biết mắng ta không bị kiềm chế ta sợ tỷ phu đã biết đem ngươi chộp tới đoạt đập chết ta làm sao không thích ngươi ta chính là quá yêu ngươi, cho nên mới vẫn không đáp ứng ngươi. Nghe được hạ toa lời nói này, tề lân trong lòng đột nhiên có một cổ ấy nấy. Hắn cùng hạ toa không có bất kỳ ân oán, ngược lại thì hắn cho tới nay đang lừa gạt hạ toa. Hắn không nghĩ tới, cô nàng này tư nhiên đối với hắn thâm tình, đã đến loại tình trạng này. Toa toa, ta cũng yêu ngươi, tựa như ngươi yêu ta giống nhau, khái khái. Tề lân cười muốn sờ hạ toa mặt. Hạ toa một bên rơi lệ, vừa giúp trợ hư nhược tề lân đưa tay đặt ở chính mình trắng noãn trên gò má. Ta đại ngốc, so với sinh ly tử biệt, những lời đồn đãi kia chuyện nhảm tính là gì? Nếu như ta sớm một chút bằng lòng ngươi tốt biết bao nhiêu, chí ít đời này cũng sẽ không lưu lại tiếc núi. Ngươi có tiền như vậy, có bản lãnh như vậy, ta và Vũ Hy chuyện đều ném cho ngươi cái tên này đau đầu, nhất định sẽ có biện pháp. Tề lân thở dài nói, bây giờ nói những thứ này đều quá muộn, thừa dịp ta còn thở, ta muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện. Hạ toa khóc lớn tiếng hơn, ô Minh, đừng nói một chuyện, chỉ cần ngươi không có việc gì, một vạn sự kiện ta đều bằng lòng ngươi. Tề Lân yếu ớt nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta, chờ ta sau khi chết, không cho phép tìm nam bằng hữu, không cho phép kết hôn, trong nhà muốn bày hình của ta, muốn mỗi ngày cùng hình của ta nói, gọi lão công, ngươi có thể làm được không? Tề Lân cái này chơi là có chút tốn, rõ ràng là làm bộ trúng đạn rồi, còn cái này dạng đùa hạ toa. Không biết chuyện hạ toa đem khuôn mặt vùi vào Tề Lân trong cổ, khóc ròng nói, ta cả đời này cũng sẽ không sẽ tìm bạn trai, ngươi không phải sợ, nếu như ngươi thật đã chết rồi, ta liền đem tôn hoàng cổ phần chuyển cho Vũ Hy, lại tới tìm ngươi, ta và ngươi cùng nhau đầu thai, chúng ta kiếp sau làm tiếp phu thê. Tề lân, ta đi, cái này toa toa lão bà dùng tình cũng quá sâu chứ. Tự tử đều lấy ra. Tề lân trong lòng ngược lại có chút luống cúng, chính mình chơi lớn như vậy, chờ, các loại, hạ toa đã biết tình hình thực tế, còn không tìm chính mình liều mạng A. Nhưng đùa giỡn đã diễn đến rồi phân thượng này, tề lân cũng chỉ có thể tiếp tục diễn thôi. Ta muốn nghe ngươi gọi ta một tiếng lão công có thể chứ. Tề lân thanh âm dần dần yếu ớt đủ. Hạ Toa không hề nghĩ ngợi, liền khóc lấy hô, "Lão công." "Chỉ cần ngươi tốt nhất, ta về sau mỗi ngày gọi ngươi lão công đều có thể, Tề Lân." Ngươi tỉnh lại một điểm, xe cứu thương lập tức phải đến rồi. "Trước khi chết, có thể hôn ta một chút không?" Tề Lân thanh âm hầu như yếu ớt không thể nghe thấy. Hạ Toa lúc này giống như một không có dựa vào hài tử giống nhau, khóc bất lực lại tuyệt vọng. Chứng kiến Tề Lân dần dần yếu ớt khí tức, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, lạnh lẽo nhưng đôi môi mềm mại thân ở tại Tề Lân ngoài miệng. Chương 746, sát phong cảnh Lam Cương. Theo đạo lý mà nói, một cái người bị trọng thương, lại bởi vì mất máu quá nhiều, từng bước mất đi ý thức, thẳng đến trái tim dừng nhảy mới thôi. Thế nhưng Tề Lân âu yếm phía sau, ngược lại càng phát có sức sống. Đầu tiên là bị động cho Hạ Toa thân. Dần dần, hắn ôm Hạ Toa eo thon nhỏ. Phía sau, Hạ Toa đôi mắt đẹp một mảnh mờ mịt, Tề Lân đã vượt qua vĩ tuyến 38, chiếm đoạt thuộc về của nàng ao cá. Làm cho Hạ Toa rốt cuộc phản ứng lại là tề lân càng ngày càng quá đáng hành vi hắn không phải đều nhanh đã chết rồi sao ngươi gặp qua người chết còn có thể đoạt người trong sạch ô ô hạ toa cũng không phải là đứa ngốc nàng rốt cuộc minh bạch mình bị tề lân hỗn đảng này cho lừa rồi tiểu khẩn thiết nện tề lân ngực vừa xấu hổ muốn đem hỗn đảng này đẩy ra nhưng một cái xinh đẹp cô nương nào có một cái giống được đại phôi đảng khí lực lớn cuối cùng hạ toa chỉ có thể vô lực tùy ý tề lân thân lấy trong lòng than thở cái gia hỏa này lấy mạng gạt ta tuy khiến người ta sinh khí, có thể thông qua chuyện này, ta mới hiểu được cái này tiểu hỗn đảng trong lòng ta trọng yếu bực nào. Tựa như vừa rồi ta nói như vậy, chỉ có làm yêu sâu đậm lẫn nhau vĩnh viễn lúc rời đi, mới có thể ý thức được tên hỗn đảng này đối với ta trọng yếu bao nhiêu. Hắn làm nhiều như vậy việc xấu, lần này là tầng hàng trói 330 đỡ hắn, vận khí tốt không có xảy ra chuyện, vậy lần sau tề lân bị những người khác bắt cóc đâu. Hạ toa lúc này trong lòng đã nhận mệnh, quyết định về sau tùy ý tề lân hỗn đảng này khi dễ hắn nhớ làm sao tích liền làm sao tích. Người ở bên trong, các ngươi đã bị bao vây, thả con tin, lập tức đầu hàng là các ngươi đường ra duy nhất, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sẽ không có kết quả tử tế. Bỏ hoang thương khố không phải là cái gì ước hẹn địa điểm tốt. Nhưng hạ toa là thật tâm mệt mỏi, tâm tính nằm yên, quyết định làm cho tề lân khi nàng sau này dựa vào. Cho nên nàng quyết định đem sự trong sạch của mình dành cho tề lân. Có thể hết lần này tới lần khác liền dưới tình huống như vậy, sát phong cảnh người đã xông vào. Nghe thế thanh âm quen thuộc, hạ toa trong lòng cả kinh nào còn dám làm cho tề lân tiếp tục khi dễ chính mình nàng một tay lấy tề lân đẩy ra hoảng loạn nói ta cũng quên ta đã báo cảnh sát bên ngoài tới nhất định là tỷ phu nếu như cho hắn biết chuyện của chúng ta hắn nhất định sẽ một súng bắn nổ ngươi tề lân hạ toa đã báo cảnh sát là tề lân vạn vạn không nghĩ tới thật vất vả cầm xuống hạ toa muốn gạo sống nấu thành cơm chính lại bị lam cương cắt đứt ngươi nói có tức hay không nhưng sự thực liền đặt ở trước mắt nếu như mình lại không lên tiếng phỏng chừng Lam Cương liền muốn xông vào. Rơi vào đường cùng, Tề Lân chỉ có thể bóc một cái hạ toa gương mặt cười nói, toa toa, chúng ta lần sau tiếp lấy tiếp tục. Chán ghét, ngươi gạt ta khóc thương tâm như vậy chuyện còn không có tìm ngươi tính sổ, chờ, các loại, rời đi nơi này, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hạ toa kiều sân trắng tề lân liếc mắt, vội vàng đỡ tề lân đứng lên. Mặc dù biết tề lân trọng thương là trang bị, nhưng nàng vẫn lo lắng tề lân có phải hay không bị khác tổn thương. Tề lân là bị hạ toa đỡ đi ra chứng kiến tề lân cùng hạ toa bình an vô sự lam cương trong lòng thoáng tùng một khẩu khí đều bỏ vũ khí xuống chú ý cảnh giới lam cương làm cho đã vây quanh thương khố mấy trăm tên cảnh sát bỏ vũ khí xuống tại chỗ đợi mệnh sau đó đi hướng tề lân hai người tiểu tử ngươi tại sao vậy ngươi như thế xảo trá người còn có thể có người bắt cóc ngươi lam cương tức giận trên dưới quan sát tề lân hai mắt khi hắn chứng kiến tề lân phần bụng tràn đầy tiên huyết lúc sắc mặt nhất thời biến đổi ngươi bị thương nặng rồi hả có nặng lắm không ta lập tức làm cho xe đưa ngươi đi bệnh viện làm bộ thủ thương chuyện này tề lân không chuẩn bị nói với lam cương dù sao đến lúc đó lam cương truy vấn thì phiền toái tề lân thẳng thắn tiếp tục trang làm thủ thương sắc mặt tái nhật ngữ khí hư nhược nói ra ta hiện tại ai cũng không tin hoa mỹ tử hình là ta sản nghiệp của chính mình làm thuốc ngươi đem ta đưa đến vậy đi đi gian hán trung tâm thành phố y viện khả năng giả bị thương sự tình liền để lộ thế nhưng hoa mỹ tử hình là tề lân sản nghiệp làm cho nơi đó thầy thuốc phối hợp hắn có thể tiếp tục diễn thôi Lam Cương gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng đối với vài tên cảnh sát phân phó nói, lập tức dẫn hắn đi hoa mỹ tử hình, mặt khác đối với tề lân vào ở phòng bệnh, tiến hành bảo vệ nghiêm mật, bảo đảm một con ruồi đều không chui vào lọc. Là Vài tên cảnh sát lĩnh mệnh Tề lân Cái này tốt lắm, nếu có người chăm sóc, hắn cái này thụ thương không phải giả bộ một mười ngày nửa tháng. Phốc phốc Chỉ có hạ toa một cái người thấy được tề lân quẩn bách dáng dấp, viết quá khuôn mặt, cười không ngừng. Gọi hỗn đảng này làm bộ làm tịch, hiện tại xong chưa, cái này kế tiếp một tháng, cũng phải đàng hoàng nằm ở trong bệnh viện. Ở nằm bệnh viện một tháng, hoàn toàn chính xác rất nhàm chán, thế nhưng tề lân vừa nghĩ tới hạ toa rốt cuộc cầm xuống, từ nay về sau sẽ là của mình tiểu kiều thê, tề lân nhất thời vừa cười. Thua thiệt với không lỗ, chỉ có hắn tự mình biết. Bố cục muốn bố nguyên bộ. Trần Thệ Minh tuy là đã rút lui khỏi, thế nhưng ở lúc rời đi, nhưng ở hiện trường để lại không ít chứng cứ. Những chứng cứ này đều đem bắt cóc tề lân đối tượng, chỉ hướng tầng hàng hơn nữa hạ toa cũng có thể chứng minh bắt cóc tề lân chuyện đều là tầng hàng một tay bày kế lam cương không chút do dự liền hạ toàn thành lùng bắt lệnh cần phải đem tầng hàng tróc nã quy án cho mình con rể một cái công đạo tầng hàng từ thương khố thoát đi phía sau liền lấy đi trong nhà hộ chiếu không chút do dự mua đêm đó đi tân quốc vé máy bay đáng tiếc là tầng hàng đắc tội người là tề lân mà bắt hắn lam cương càng là toàn bộ giang hán thành phố cảnh sát sự tình người hắn lần này xem như là chấp cánh khó chạy thoát không đợi tầng hàng đăng ký cảnh sát liền ở chờ phi cơ đại sảnh đưa hắn tại chỗ bắt được. Ô Minh, ta thật không có muốn giết Tề Lân, là chính bản thân hắn bóp cò súng, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ba ta là Tân Quốc Tần Thiên Tuấn, là Tân Quốc nhất người có tiền, các ngươi không có tư cách đụng đến ta. Cho Tần Hàng đeo còng tay lên. Xoay tiễn Tần Hàng lên xe cảnh sát cười lạnh nói, ngươi kẻ khả nghi bắt cóc ác ý thương tổn đại vân công dân, đã kẻ khả nghi phạm tội hình sự, đừng nói ba ngươi là Tân Quốc Phú Hào, coi như là phiêu lượng quốc tổng thống tới cũng không dùng, có vấn đề gì, ngươi còn là giữ lại cùng quan tòa nói đi. Chương 747, đồ mà thành thật. Nhan nghiên biệt thự. Khi nàng nghe được hoa mỹ tử hình viện trưởng điện thoại, nói tề lân bản thân bị trọng thương, đã bị đưa đi cứu giúp điện thoại lúc. Đã mang thai mang thai 7 tháng, đỉnh bụng bự nhan nghiên mắt tối sầm lại, kém chút tại chỗ ngất đi. Phu nhân. Chứng kiến nhan nghiên lung lay sắp đổ, Mai Lan trúc cút một trận hoảng loạn, vội vàng qua đây đỡ nàng. Chuẩn bị xe. Lập tức chuẩn bị xe đi bệnh viện nhan nghiêng không để ý tới thân thể của chính mình, cắn thủy nhuận môi dưới, đôi mắt đẹp phím hồng phân phó nói. Hoa Mỹ tử hình. Khẩn cấp trong phòng giải phẫu. Nhìn lấy tề lân không bị thương chút nào thân thể, đang chuẩn bị làm giải phẫu thầy thuốc vẽ mặt mộng bức. Người này đều không thụ thương, đưa tới người lại nói tề lân bị nghiêm trọng vết thương đạn bắn, cái này khiến làm cho hắn làm sao làm. Ngoài cửa. Còn đứng vài tên cảnh sát. Muốn bình yên vô sự đi ra ngoài, hoặc có lẽ là về sau muốn cho tầng hàng định tội nói, khẳng định là không có khả năng. Tề lân suy tư khoảng khắc, trong lòng liền có ý tưởng. Cho ta phần bụng mở ra một lỗ hổng, đồng thời dùng hỏa thiêu một cái, lại khâu lại. Tề lân đối với mổ chính thầy thuốc từ tốn nói. À, y sĩ trưởng lúc này càng là khiếp sợ lại bối rối, không biết tề lân đến cùng đang đùa cái gì kích thích. À cái gì à? Nhanh chóng dựa theo ta phân phó đi làm, nếu như bị người bên ngoài phát hiện ta là giả thụ thương, ngươi cảm thấy ngươi biết bình yên vô sự sao? tề lân con ngươi đen thản nhiên nhìn mổ chính thầy thuốc liếc mắt nghe xong tề lân lời nói mổ chính thầy thuốc trên mặt mồ hôi như mưa rơi thông minh hắn đã biết chính mình tự hồ bị cuốn vào cái gì trong đấu tranh mặt tuy là hoa mỹ tử hình trưởng khống người là nhan nghiêng thế nhưng giống như mổ chính thầy thuốc loại này y viện nhân vật trọng yếu minh bạch tề lân mới là hoa mỹ tử hình phía sau lớn nhất lão bản hiện tại lão bản sinh khí nếu như chính mình không dựa theo hắn phân phó đi làm sợ rằng chính mình một nhà già trẻ liền thực sự gặp nguy hiểm được khen là đại vân nhất quyền uy ngoại khoa đại lão mổ chính thầy thuốc lần đầu phẫu thuật thời điểm tay hơi có chút run không có thụ thương lại làm cho ta lấy viên đạn loại giải phẫu này đừng nói hắn có thể nói trước không có người sau cũng không có người tại tuyến hỏi có người làm qua loại giải phẫu này sao rất cấp bách cứ việc chiến chiến nguy nguy thế nhưng mổ chính thầy thuốc tâm lý tố chất vẫn là vượt qua thử thách cuối cùng hắn còn là kiên trì cho tề lân mổ không cần đánh gây tê liền tại muốn khai đao thời điểm tề lân từ tốn nói mỗi chính thầy thuốc lúc này càng thêm mộng ép không đánh thuốc tê mở thế nào đau đây không phải là muốn đem người đau chết sao chẳng lẽ lão bản muốn noi theo quan vũ đại lão nạo xương chữa thương lão bản ngươi xác định không phải tề lân đừng nói nhảm lại ma kỹ ngươi có thể đi ra mỗi chính thầy thuốc nào dám lúc này đi ra ngoài lão bản nói cái gì chính là cái đó cùng lắm thì chờ các loại lão bản đau chính mình chịu không nổi bổ khuyết thêm thuốc tê là được giải phẫu bắt đầu theo sắc bén đao giải phẫu rạch ra vỏ ngoài tầng da thật tầng chất béo tầng tề lân cái tráng hiện lên một tầng tầng mồ hôi mịn. có thể tưởng tượng được loại giải phẫu này không đánh thuốc tê có bao nhiêu đau nhất tuyệt đối không phải thường nhân sở có thể nhẫn nại nhưng tề lân lại gắn gượng tiếp tục chống đỡ từ đầu tới đuôi cũng không có la một tiếng thân là một cái hợp cách phản phái tề lân không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình nằm ở hôn mê hoặc là sinh mệnh trưởng khống ở trong tay người khác trạng thái nếu như hắn hôn mê thầy thuốc này đối với hắn nổi lên sát tâm coi như là hắn cái này trọng sinh giả, cũng phải qua đời ở đó. Nhưng nên có tâm phòng bị người, đây cũng là tề lân không muốn đánh thuốc tê nguyên nhân. Quản đê vỡ còn không phải là đau nhất đích. Ngay miệng tử sau khi mở ra. Tề lân giơ tay lên, cầm khay qua đây. Đầu đầy mồ hôi mổ chính thầy thuốc, tính nhưng không minh bạch tề lân muốn làm gì, nhưng vẫn là cầm một kim loại bàn qua đây. Vì phòng ngừa sự tình tiết lộ, mổ chính thầy thuốc đuổi đi tất cả hộ sĩ cùng trợ thủ, chính mình một cái người hoàn thành một đài giải phẫu. Đoàn, tề lân nhã ra nắm tay nhất thời một viên thép chế viên đạn rơi vào trong mâm phát ra tiếng vang lanh lảnh viên đạn này chính là tầng hàng cầm cây súng lục kia viên đạn có viên đạn này đợi đến cho tầng hàng hình phạt thời điểm hắn xem như là hết đường chối cãi chứng kiến viên đạn này mỗi chính thầy thuốc mới phản ứng được nếu là lấy viên đạn giải phẫu vậy làm sao có thể không có viên đạn xem ra lão bản đã sớm đem toàn bộ đều chuẩn bị xong nhưng mỗi chính thầy thuốc biết không nên hỏi thì ít hỏi bằng không về sau sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Hắn buồn bực không ra tiếng, bắt đầu ở đèn cùng bên trên thiêu đốt đao giải phẫu. Chờ, các loại, đao giải phẫu nung đỏ phía sau, trực tiếp dán tại tề lân trên vết thương. Xì. Một trận đốt cháy vị thịt tràn ngập toàn bộ phòng giải phẫu. Kẻo kẹt. Tề lân siết chặt nắm tay, phát sinh đốt ngón tay bạo liệt thanh âm, nhưng như trước không trên một tiếng. Mỗi chính thầy thuốc không đành lòng nghiêng đầu sang chỗ khác, thậm chí cũng không dám nhìn liếc mắt thế nhưng trong lòng hắn cũng đã đối với lão bản của mình bội phục phục sát đất. Càng như vậy tính cách bền bỉ người, càng là tâm ngoan thủ lạc. Đối với mình đều ác như vậy, đối với người khác còn không toái thi vạn đoạn A. Chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài mảy may, tự xem như cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua. Mỗi chính thầy thuốc trong lòng nhắc nhở cùng với chính mình. Cửa ải cuối cùng chính là khâu lại. Phía trước hai ải đều đi qua, cửa ải cuối cùng này còn không phải là tùy tùy tiện tiện. Tề lân nhắm mắt lại, Tùy ý Mổ Chính thầy thuốc khâu lại. "Lão bản, giải phẫu đã hoàn thành." Làm toàn bộ giải quyết phía sau, Mổ Chính thầy thuốc rốt cuộc tùng một khẩu khí, sau đó thận trọng nói rằng: "Tiễn ta đi đặc biệt chăm sóc phòng bệnh nghỉ ngơi, viên đạn giao cho cảnh sát bên ngoài." Tề Lân sắc mặt có chút mệt mỏi nói rằng: "Tốt, ta lập tức kêu người đến làm." Mổ Chính thầy thuốc nhanh chóng gật đầu. Gọi tới vài tên xinh đẹp trẻ tuổi tiểu hộ sĩ, đem Tề Lân đẩy tới 6 tầng nhất kiện xa hoa an tĩnh đặc biệt chăm sóc phòng bệnh. Sau đó hắn tự mình tướng tử đạn bưng đi ra ngoài, đây là từ tề lân tiên sinh phần bụng lấy ra viên đạn. Cái kia bốn gã cảnh sát liếc nhau. Tiểu trương, ngươi đem viên đạn đưa cho Lam Cục, ba người chúng ta ở lại chỗ này tiếp tục bảo hộ tề tiên sinh. Hạ toa một mực tại bên ngoài bảo vệ. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng tề lân thụ thương là trang bị, đưa đến y viện kiểm tra một chút liền xong chuyện. Thế nhưng tề lân vừa đến y viện, đã bị đẩy tới phòng giải phẫu, sau đó tay thuật đèn sáng lên. Lúc này, nàng mới phát hiện sự tình dường như có điểm không đúng tỉnh. Nàng nhất khắc cũng không có thể an tâm ngồi xuống, tọa hạ, đôi mắt đẹp lại xuất hiện phím hồng, tới lui ở bên ngoài phòng giải phẫu đổ bước, chắp hai tay, tựa hồ đang cầu nguyện cái gì. Ba giờ. Hạ toa chưa bao giờ có nhất khắc cảm thấy, sống một ngày bằng một năm lại là như vậy gian nan. Thẳng đến tề lân bị đẩy ra. Hạ toa lập tức xông tới, cầm lấy đẩy giường rìa, khóc ròng nói, tề lân, ngươi không sao chứ. Tề lân môi trở nên trắng, hơn nữa rất khô ráo lời nói nhảm, mất nhiều máu như vậy, có thể không khô ráo sao? Còn được, viên đạn đã bị đã lấy ra, sẽ không có chuyện gì. Hạ toa một đôi ngọc thủ, nắm thật chặt tề lân một tay, khóc ròng nói, ngươi thằng ngốc này, rõ ràng bị trọng thương, còn muốn theo ta chơi cái gì thật lòng trò chơi, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra ta yêu ngươi, ta chỉ thích ngươi một cái người sao? Tại sao muốn cầm tánh mạng của mình mở ra vui đùa? Tề lân miễn cưỡng cười, có thể cho ngươi thừa nhận yêu ta, ta cảm thấy đã làm cho, kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta liền nhờ ngươi chiếu cố. Nghe được tề lân cái này hoang đường nói, hạ toa đối với hỗn đảng này là lại yêu lại chán ghét, hận không thể chùi y hắn mấy quyền mới tốt. Thế nhưng vừa nghĩ tới tề lân hiện tại vừa động hết giải phẫu, mới từ quỷ môn quan trước cửa qua lại tới, trong lòng nàng lại đau lòng nguy. Về sau đừng lại vì ta vờ ngớ ngẩn chuyện, đời ta đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Hạ toa xoa xoa khóe mắt dọc nước mắt, đôi mắt đẹp chưa bao giờ có ôn nhu, nhẹ vỗ về tề lân cái tráng người. Chương 748, hạ toa đến từ chính cung cảm giác ác bách thật đáng sợ. Tề lân chịu vết thương đạn bắn chuyện, thực sự khiên động quá nhiều người tâm. Trước hết chạy tới người là nhan nghiêng. Tiểu lân, ngươi nơi nào bị thương rồi? Là ai đã thương ngươi? Ta muốn làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Nhan nghiêng đôi mắt đẹp thực đã khóc sưng, vừa đến phòng bệnh, liền muốn xốc lên sàn đang kiểm tra tề lân vết thương. Làm hỏi là ai tổn thương tề lân thời điểm, một sát na kia nhan nghiêng trong con ngươi xinh đẹp tản ra sát khí, liền đứng ở một bên chiếu cố tề lân hạ toa đều không khỏi rùng mình một cái. Nàng không biết nhan nghiêng. Nhưng rất rõ ràng, có thể quan tâm như vậy tề lân, ngoại trừ nữ nhân của hắn còn ai vào đây. Nhìn lấy nhan nghiên dáng người trắc tuyệt tư thái, tuyệt mỹ biển ước dung nhan, còn có cái kia đã hở ra, hết sức rõ ràng mang thai bụng, hạ toa đôi mắt đẹp mang theo một tia ghen ghét. Cái này tiểu bại hoại nhãn quan luôn luôn cao như vậy, trên thế giới này lại cũng rất khó tìm cái này dạng có khí chất nữ nhân. Còn nói cái gì không có ta, sống ở trên thế giới này sẽ không có ý nghĩa. Đều có hài tử, vẫn như thế bốc đồng cầm tánh mạng của mình nói đùa, cặn bã nam. Tuy là trong lòng nhổ nước bọc lấy, nhưng hạ toa lại một câu nói đều không nói. Tự chọn cặn bã nam, khóc cũng muốn yêu xuống phía dưới. Một chút thương nhỏ mà thôi, lại nói cái kia hung thủ đã bị bắt, ta cái này không phải không sự tình sao? Tề Lân cười thoải mái nhan nghiêng. Vết thương đạn bắn là giả sự tình, hắn cũng không dự định nói cho nhan nghiêng chuyện này người biết càng ít càng tốt miễn cho đến lúc đó nói lỡ miệng Nha nghiêng nhìn lấy tề lân phần bụng rướng máu băng vải dọc nước mắt lại một lần nữa xông ra nhẹ vỗ về băng vải chỗ bị thương địa phương nhan nghiên khóc thúc thích nói ra hài tử của ngươi còn có ba tháng sắp ra đời rồi coi như không vì ta ngươi cũng không thể khiến hài tử của ngươi vừa mới sinh xuống tới sẽ không có phụ thân những thứ khác ta bất kể ngươi ba tháng này ngươi liền đàng hoàng đợi ở hoa mỹ tử hình dưỡng thương nơi nào đều không cho phép đi ta sẽ nhường mai lan chút cút qua đây bảo hộ ngươi ta cũng sẽ ở cái này chiếu cố ngươi. Tề lân. Là hắn biết chính mình sau khi bị thương, sẽ là cái này dạng một bức tràn cảnh. Tề lân có thể xác định, lấy thực lực của hắn bây giờ, trên thế giới này, ngoại trừ chính hắn có thể thương tổn tới mình bên ngoài, không có ai có thể xúc phạm tới hắn. Nhưng là những lời này cùng những nữ nhân này nói, các nàng sẽ phải thư A. Lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học, ta không đi thi rồi sao? Tề lân sờ lỗ mũi một cái nói rằng. Giang nghiên vốn là không muốn để cho tề lân đi thi đại học thế nhưng ngẫm lại về sau tề lân không có bằng cấp hào môn vòng tròn biết cầm cái này nói sự tình trào phúng người khác trào phúng nàng hành thế nhưng trào phúng người nàng yêu tuyệt đối không được ngoại trừ thi đại học cái kia hai ngày người cái kia đều không cho phép đi Nha nghiên phòng má đã hoài thai nàng ngược lại có chút thiếu nữ khả ái sức lực ngược lại ngươi tự xem làm a à, nếu như ngươi có mệnh hệ nào ta cũng không sống tạm ta lập tức mang theo hài tử tới tìm ngươi Nha nghiên không yên lòng còn bổ sung một câu đối với nhan nghiên cái này toàn tâm toàn ý phụ tá hắn tuyệt mỹ thiếu phụ tề lân vẫn là rất thương yêu sờ sờ nhan nghiên gương mặt tề lân cười nói được rồi ta gần nhất liền nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian nơi nào cũng không đi ở nơi này cùng ngươi đạt được tề lân chuẩn xác đáp án nhan nghiên lúc này mới yên lòng lại trong khoảng thời gian này ta tới chiếu cố ngươi đi giao cho người khác ta lo lắng sau khi bị thương hộ lý phá lệ trọng yếu bằng không về sau biết lưu lại mầm bệnh tử nhan nghiên tay che chở bụng dưới chuẩn bị đứng dậy cho Tề Lân rót nước. Thấy như vậy một màn, không đợi Mai Lan trúc cút có động tác gì, Hạ Toa nhanh chóng qua đây đỡ nàng. Nghiên tỷ, chiếu cố Tề Lân chuyện giao cho ta a, à, dù sao hắn là vì ta mới có thể bị thương." Bởi vì Chiếu Cố lấy lo lắng Tề Lân, nha Nghi ngược lại là không có chú ý tới Hạ Toa. Lúc này gặp nàng chủ động đỡ cùng với chính mình, nha Nghi đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Toa. "Ngươi tên là gì?" Nha Nghi nhẹ giọng hỏi. Hạ Toa mặt cười ửng đỏ, "Ta gọi Hạ Toa." là tề lân dưới cờ tôn hoàng người phụ trách. Phía sau nhập môn, luôn là muốn so trước nhập môn không có sức. Nhan nghiên đôi mắt đẹp hiếm thấy hiện lên vẻ lạnh như băng, nếu thích tiểu lân, vì sao ngươi không có dũng khí đánh bạc tánh mạng của mình đi bảo hộ hắn? Còn làm cho hắn giúp ngươi ngăn cản thương? Ngươi biết cần hắn bảo vệ người có bao nhiêu sao? Tiến nhập tề gia, liền cần có hy sinh chính mình giác ngộ, điểm đạo lý này ngươi cũng không hiểu. Nhìn trước mắt giáo huấn chính mình nhan nghiên, hạ toa khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, nàng chậm rãi cúi đầu, lã chả, chực khóc. Đúng vậy. Chính mình miệng miệng tiếng nói yêu tề lân, vì sau khi đó không nghĩ cùng với chính mình đi làm con tin, đổi tề lân chu toàn đâu. Liền điểm này đều làm không được đến, chính mình vẫn xứng đợi ở tề lân bên người sao. Hạ toa cùng nhan nghiên đối diện quá, nàng xác định, nếu như nếu đổi lại là nhan nghiên, nàng biết không chút do dự cầm chính mình mệnh, đi đổi tề lân mệnh chứng kiến nhan nghiên răng dậy hạ toa, tề lân một trận thẹn thùng. Làm cùng với chính mình mặt, a toa toa lão bà, có điểm không tốt sao? Nhưng nghĩ tới hạ toa tính cách ngạo kiều, lâu như vậy mới rốt cục bằng lòng bằng lòng làm nữ nhân của hắn. Tề lân cười nhạt. Mài mài một cái nàng tiểu tính tình, thật cũng không chỗ hỏng. Theo thời gian trôi qua, tề lân chính cung vị trí đã từng bước rõ ràng. Đầu tiên là theo tề lân thời gian lâu nhất, cũng là hắn thanh mai trúc mã tề tuyết giao. Tuy là nàng và tề lân kiếp trước có rất sâu thù hận, nhưng chuyện cũ theo sống lại bụi khói mà đi. Tề tuyết giao một lòng yêu tề lân, đồng thời duy trì tề lân hậu cung an ổn vì tề lân bày mưu tính kế đã lớn lên thành một cái hợp cách lão bà nhan nghiên liền càng không cần phải nói bởi vì thời gian dài ngồi ở vị trí cao chưởng khống giả hoa mỹ tử hình trên người nàng có cái nhìn đại cục còn có xuất trần khí chất thoát tục là tề tuyết giao đều thiếu hụt giống nhau nàng cũng cũng không lại bởi vì tề lân nhiều nữ nhân mà ăn giấm chua ngược lại sẽ chủ động điều giải cái khác nữ nhân quan hệ nói chung hiện tại chính là tề tuyết giao cùng năm ba nhan nghiên tranh đoạt chính cung vị trí cái khác nữ nhân phỏng chừng không có hy vọng gì. Một cái tác một viên kẹo. Một bộ này nha nghiên dùng lại thành thảo bất quá. Nàng đương nhiên không có khả năng đuổi Tề Lân nữ nhân bên người đi, bằng không trước hết thất sủng đúng là nàng. Hiện tại, ngươi biết mình sai ở nơi nào không có? nhan Nghiên nhàn nhạt hỏi. Hạ Toa khóc thúc thiếp nhẹ nhàng gõ đầu, ta sai có ở đây không hẳn là làm cho Tề Lân phạm hiểm, trên người hắn lưng đeo trách nhiệm quá nặng, vô luận gặp phải nguy hiểm gì tình huống, ta trước tiên đều hẳn là lấy Tề Lân an toàn làm chủ. Tề Lân nhiều nữ nhân như vậy, còn có đã hoài thai. Nếu như Tề Lân thực sự bởi vì nàng có cái cái gì tốt ngạc, những nữ nhân này khẳng định hận chết mình. Điểm ấy Hạ Toa vẫn hiểu. Chương 749, mục tiêu kiếm đủ 100 vạn điểm tích phân, vĩnh sinh. Nha Nghiên sau khi nghe xong, gật đầu, biết sai, còn có nhận sai thành tâm, ngươi cũng coi là một thiện lương minh lý nữ hài, trong khoảng thời gian này chiếu cố thật tốt tiểu Lân, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng là chúng ta Tề gia một thành viên. Đây coi như là chính cung thừa nhận mới nhập môn vợ bé địa vị. Hạ toa mặt cười mang theo một tia kinh hỷ, sau đó trùng điệp gật đầu, ta sẽ chiếu cố thật tốt tề lân, đồng thời cùng cái khác tỉ muội hảo hảo chung đụng. Được. Cái này bị bu sâu tận xương tủy. Trước đây ma ma tức tức không muốn đáp ứng làm tề lân bạn gái. Bây giờ bị nhan nghiêng bu một cái, còn cảm thấy có thể trở thành là tề lân nữ nhân, thật sự là nhân sinh rất may. Trước tiên, người xưng hô này liền phải sửa lại, tề lân là ai? Tề lân là đứng đầu một nhà ngươi chính là xưng hô như vậy đứng đầu một nhà. Nhan nghiêng một đôi mắt đẹp lần nữa nhìn lấy hạ toa. Chính là không hề bận tâm ánh mắt, lại làm cho hạ toa trong lòng lẩm bẩm, gọi thẳng chống đỡ không được. Cái kia, được kêu là lão công. Hạ toa hỏi dò. Nhan Nhiên buồn cười nói, gọi lão công. Ngươi và tiểu lân kết hôn rồi sao? Ngay cả ta đều không cùng hắn kết hôn, ngươi là muốn làm chính cung chi chủ sao? Chưa. Không có. Cái này mưu phản ngủ trừ đi, sợ đến hạ toa khoát tay ly lịa. Nàng một mới vừa vào cửa vợ bé đã muốn làm chính cung, đây không phải là đại nghịch bất đạo là cái gì. Không bốn nhìn lấy bị dọa sợ không nhẹ hạ toa, nhan nghiêng cũng sẽ không trêu cực nàng, gọi tiểu lân, gọi thân ái, gọi đa liên gì gì đó, chính ngươi chọn, ngược lại không để cho ta cảm thấy ngươi không tôn trọng hắn là tốt rồi. Hạ toa gật đầu, trong lòng thoáng thả lỏng một khẩu khí. Sau đó nàng lặng lẽ meo meo nhìn thoáng qua đang xem náo nhiệt tề lân, thân ái cái này gọi là còn rất ngọt, xem bộ dáng là sợ nhan nghiêng lại nói nàng. Toa toa lão bà ngoan. Tề lân nháy mắt một cái cười đáp lại nàng. Hạ toa mặt cười hơi đỏ lên, trong lòng lại ngọt ngào. Đều do ngươi cái tên này, khiến cho ta tâm tình chập chờn lớn như vậy. Ta đi về nghỉ trước, về sau mỗi ngày ta đều sẽ đến nhìn ngươi. Nhan nghiên ở Mai Lan rút cút giúp đỡ dưới, đứng dậy hơi cáu lấy. Nàng mặc dù rất muốn lưu lại cùng tề lân. Nhưng nàng dù sao vẫn là cái phụ nữ có thai, trong bệnh viện các loại vi khuẩn, bệnh truyền nhiễm nguyên nhiều, lưu lại nơi này đối với bảo bảo ngược lại không tốt. Tề lân cũng có thể lý giải, hắn đối với nhan nghiên nháy mắt một cái cười nói, nghỉ ngơi thật tốt, còn lại ba tháng ta là có thể chứng kiến chính mình tiểu bảo bảo, rất chờ mong đâu. Nhan nghiên đôi mắt đẹp mang theo mỉm cười, trắng tề lân liếc mắt, ngươi còn là hống ngươi tuyết giao muội muội đi thôi, nàng mang thai ở phía trước ta, ngươi trước hết thấy, vẫn là của ngươi đại bảo bối. Nhan nghiên sau khi rời đi. Hô! Hạ toa như trút được gánh nặng, vỗ nhẹ nhẹ lấy bộ ngực, tiểu lân, ngươi cái này chính cung phu nhân khí tràng cũng quá đánh chứ. Vừa rồi đều nhanh đem ta hù chết. Tề lân cười nói, nhan nghiên tỷ còn không phải là chính cung phu nhân, ta đều còn không có quyết định, tuyết giao cũng là có lực người cạnh tranh. Tề tuyết giao cùng hạ toa là lão đồng học. Trong ốc nàng so sánh một cái, sau đó lắc đầu, tuyết giao đích xác rất có đại gia khuê tú khí chất, thế nhưng trong mắt của ta, muốn cùng nhan nghiên tỷ tranh chính cung chi chủ, vẫn có chút non nớt, ta xem nàng chắc là treo. Nói đến đây, hạ toa ngồi ở bên giường, nhéo nhéo tề lân gương mặt cười dịu dàng nói ta cũng không cần đoán ngươi nhưng là chúng ta tề gia đại lão gia ai cuối cùng trở thành chính cung chi chủ còn không phải là ngươi chuyện một câu nói chúng ta những thứ này tiểu nữ nhân a à, ai không muốn lấy lấy lòng ngươi miễn cho bị chính cung nương nương trách phạt tề lân nghe thú vị cố ý nói ra vậy còn ngươi sẽ không nghĩ tới làm chính cung chi chủ muốn không cái này vị trí để cho ngươi tới ngồi hạ toa bị tề lân lời này hù dọa nàng nhanh chóng bưng tề lân miệng cái này vui đùa mở có chút lớn theo ta về điểm này thành phủ, liền tuyết giao cũng không sánh bằng, càng chưa nói nha nghiên tỷ, nàng liếc lấy ta một cái, ta liền sợ đến không được, ta đàng hoàng làm ta vợ bé. Hạ toa phòng lên miệng, từ ngãi hối tiếc dáng dấp thực sự khả ái. Tề lân đầu trực tiếp xích tới. Ngươi làm gì thế nha, ngươi còn bị tổn thương đâu, nếu như nhan nghiên tỷ đã biết, ta lại muốn thảm. Hạ toa mặt cười ửng đỏ lập tức ngăn lại tề lân hành vi. Không phải nàng không muốn cho tề lân thân, hai người xông phá màn giấy kia, nàng đương nhiên cũng muốn ngọt ngào mịt mịt chán ngán. Nhưng vấn đề là, nàng sợ hãi nhan nghiêng a. À. Ta đây bất động, ngươi tới hôn ta không được sao. Tề lân nháy mắt một cái nói rằng. Hạ toa. Cuối cùng, hạ toa vẫn là đau lòng tề lân hỗn đảng này. Còn nữa nói, tề lân thèm chính mình, không nói rõ hắn rất yêu chính mình sao. Hạ toa nhẹ cắn môi dưới, đôi mắt đẹp che sương. Cuối cùng, nàng trắng tề lân liếc mắt, sau đó chậm rãi xích tới. Ba ngày sau thứ nhất tân văn chấn kinh rồi toàn bộ đại vân thậm chí thế giới mới quốc hào cửa một trong tần gia trưởng tử tần hàng bởi vì kẻ khả nghi bắt cóc mưu sát tề lân bị gian hán thành phố pháp viện khởi tố bởi vì bằng cớ vô cùng xác thực nhưng chứng vật chứng đều ở nguyên nhân tần hàng trực tiếp bị kêu án giam giữ suốt đời đồng thời không thể nộp tiền bảo lãnh hắn bị giam ở tại gian hán thành phố xâm nghiêm nhất ngục giam toàn bộ gian hán thành phố chính là tề lân đại bản doanh chỉ cần tần hàng tiến vào liền vĩnh viễn không nên nghĩ trở ra Ken chúc mừng ký chủ mặt sát khí vận chi tử Matsushima Chio, thưởng cho điểm tích phân một vạn điểm. Ken chúc mừng ký chủ mặt sát khí vận chi tử Tần Hàng, thưởng cho điểm tích phân một vạn điểm. Đang ở phòng bệnh dưỡng thương Tề Lân, thu đến đến từ hệ thống thưởng cho. Mỗi mặt sát một gã khí vận chi tử, Tề Lân có thể có được một vạn điểm tích phân điểm. Những thứ này điểm tích phân, coi như là tiền tài, có thể ở hệ thống thương thành mua sắm toàn bộ vật phẩm. Đề hệ thống theo như lời, chỉ cần hắn tích phân đủ, là có thể mua sắm từng cái vị diện hết thảy đồ đạc. Vĩnh sinh dược tề. Phản ứng phân hạch Nusle phi dần bọc thép. Hai nano shipper. Loan điểu hàng thiên mẫu hạm. Tương lai khoa học kỹ thuật chờ, các loại. Tề lân nhớ kỹ, hắn đã mạt sát bốn gã khí vận chi tử, thu được bốn vạn tích phân điểm. Thêm lên hai cái này khí vận chi tử, phải có sáu vạn tích phân điểm đi. Ken. Ký chủ hiện nay sở hữu điểm tích phân 60.000 điểm, có hay không trao đổi thương thành vật phẩm dường như biết Tề Lân suy nghĩ, hệ thống nhắc nhở một câu. Tề Lân cười hỏi hai nano shipper bao nhiêu tích phân. Hệ thống, hai nano shipper 500 điểm tích phân. Tề Lân kinh ngạc, tiện nghi như vậy. Hệ thống, khí vận chi tử đáng quý, ẩn dấu cực sâu, ký chủ có lẽ cả đời đều không gặp được một vị, mạt sát một vị khí vận chi tử, chỉ có thể thu được một vạn tích phân điểm, sở dĩ điểm tích phân trân quý vạn phần. Nghe xong lời nói này, Tề Lân 710 ngược lại là tán thành gật đầu. Khí vận chi tử vốn là thiếu, nhưng lại phải nghĩ biện pháp giết chết làm phế bọn họ. Hơn nữa tề lân nhớ kỹ, một chai vĩnh sinh dược tề, dường như muốn 100 vạn tích phân điểm chứ. Kể từ đó, chính mình liền muốn mặc sát 100 danh khí vận chi tử. Tính như vậy tới, điểm tích phân đích xác rất trân quý. Hệ thống, vĩnh sinh dược tề trao đổi phía sau, lấy lan tinh trước mắt kỹ thuật có thể lượng sản sao. Tề lân muốn vĩnh sinh, nhưng hắn cũng muốn mang lên nữ nhân của mình người nhà, bằng không chờ, các loại, nữ nhân của mình người nhà sau khi chết, làm bạn hắn, đem là vô tận cô tịch. Tề Lân cũng không muốn thưởng thức loại cảm giác này. Hệ thống, Lam Tinh khoa học kỹ thuật không cách nào phục chế vĩnh sinh dược tề, thế nhưng ký chủ có thể tốn hao 100 điểm tích phân, trao đổi bản vẽ. Ồ, ta đây bây giờ có thể trực tiếp trao đổi bản vẽ sao? Tề Lân hai mắt sáng lên, không nghĩ tới cái này vĩnh sinh chất thuốc bản vẽ cư nhiên tiện nghi như vậy. Dường như phát hiện cái gì BUJ Tề Lân, nhanh chóng hướng hệ thống hỏi. Hệ thống, không cách nào trao đổi, chỉ có trước trao đổi vĩnh sinh dược tề, tài năng, mới có thể trao đổi bản vẽ. Tề lân. Xem ra, cái này BUJ vẫn là không có biện pháp thẻ. Điểm tích phân A điểm tích phân. Ta phải muốn ở sống thọ và chết tại nhà trước, cấp đủ 100 cái khí vận chi tử. Dư thần, quân thành hai cái này bỏ chó vẫn còn ở nhảy nhót, trước kia là nghĩ bày đặt lại chơi một chơi, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn không có cái gì lưu lại cần thiết, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Vào thời khắc này tề lân trong mắt, dư thần, quân thành đã không còn là người, mà là hai chuỗi chữ số, đại biểu cho hai vạn tích phân điểm. Chương 750, trương mạng quét sạch công ty, diễm áp minh tinh. Hình nhân làm bằng đường ngu nhạc công ty. Tổng tài phòng làm việc. Chương tiểu thư, chúc mừng ngươi có thể xin nghỉ hưu sớm, về nhà di dưỡng thiên niên, ngươi không phải vẫn vì ngươi tương lai của con trai quan tâm sao. Hiện tại ly khai công ty, có thể chuyên tâm cho ngươi nhi tử tương thân. Mặc một thân toái hoa dương quần, màu da tất chân, phối hợp vô biên khung giày cao gót trương mạng đùi đẹp trùng điệp, cười doanh doanh nhìn trước mắt Trương đang chương đang, hình nhân làm bằng đường ngu nhạc nguyên tổng tài, cũng là nàng một tay sáng lập công ty này bất quá bây giờ nàng đang ôm cùng với chính mình cá nhân vật phẩm vẻ mặt không cam lòng đứng ở trương mạng trước mặt đã từng trương đan là có cơ hội tiếp tục lưu lại vì công ty hiệu lực nhưng là bởi vì nàng cá tính quá mức cường thế ba phen mấy bận đối với tề lân kế hoạch tiến hành cải biến quá mức chí âm phụng dương vi điều này khiến cho tề lân bất mãn cuối cùng tề lân quyết định đem trương đan nặng ra công ty hạch tâm quyết sách tầng lớp đưa nàng dọn dẹp ra công ty tề lân địch nhân có rất nhiều. Đại đa số địch nhân sau cùng hạ tràng, là thảm không nở nhìn. Cũng liền chương đang vận khí tốt một chút, chỉ là bị tề lân mời ra công ty mà thôi. Nàng vất vả nửa đời người, tài sản hơn trăm triệu. Lấy nàng bây giờ có được tài phú, nửa đời sau về hưu dưỡng lão, tài phú tự do gì gì đó tuyệt đối là đủ rồi. Chương đang sắc mặt phức tạp nhìn trước mắt trương mạng. Đã từng thời điểm, nàng tự nhận là nhãn quan lâu dài, chính mình một tay sáng lập hình nhân làm bằng đường ngu nhạc, sớm muộn sẽ trở thành lớn nhất điện ảnh công ty. Trương Mạng chỉ là tề lân tình nhân, chỉ có gương mặt trứng, năng lực cùng với nàng hoàn toàn không so được, chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Thế nhưng trải qua nửa năm này xoay cổ tay, Trương Đan trong lòng dần dần chịu thua. Nàng dùng chính mình kiểu cũ kiểu quản lý, nhãn quan đi đào móc minh tinh, tìm kiếm tài nguyên, nhưng cuối cùng đều không có vì công ty mang đến khả quan lợi nhuận. Trái lại Trương Mạng đâu? Nàng làm việc quyết đoán, nhãn quan lâu dài, cấp tiếng lớn mật, ở nàng quản lý dưới, hình nhân làm bằng đường ngu nhạc quốc tế bộ nghiệp vụ lần lượt nở hoa, cấp tốc chiếm lĩnh bao quát Đông Nam Á, bán đảo, thậm chí là bảo đảo điện ảnh truyền hình kịch thị trường. Làm cho hình nhân làm bằng đường ngu nhạc, trở thành đại vân số một ngu nhạc công ty. Cuối cùng, nàng và Trương Mạng đánh cuộc thua, mà mình cũng nguyên nhân quan trọng vì ban đầu sở tác sở vi rời đi công ty. Ta thừa nhận ta thua, thế nhưng trước khi đi, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo kinh doanh công ty này, nó tựa như hài tử của ta giống nhau, không có ai so với ta quan tâm hơn tiền đồ của nó. Trương Đan thở dài một nói rằng. Trương Mạng Thiến Thiến cười, công ty này là con gái của ngươi, bất quá bây giờ đã là lão bản ta nữ nhân, hắn nhớ chơi thế nào công ty này, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, ngươi lão kia một bộ tư duy vẫn là không có cải thiện a, à, đều phải rời công ty, còn nghĩ chỉ điểm một chút. Trương Đan. Nàng cũng đã nhìn ra, cái này đã từng đối thủ cạnh tranh không thế nào thích nàng. Cũng là, hai người vì công ty này quyền khống chế, đấu tranh hơn nửa năm, không ít sử dụng ám chiêu, Trương Mạng có thể thích nàng mới là lạ cười khổ một tiếng, nàng cũng không nói thêm gì nữa, xoay người ly khai công ty. Hô lục đục với nhau có thể thật là mệt. Trương đang đi rồi, Trương Mạng lúc này mới phun ra một mụn hương khí, duỗi người. Lười biến động tác dưới, xinh đẹp kia tư thái nhìn một cái không sót gì. Từng tại thành thị người thời điểm, cả ngày nghĩ chính là làm sao đem thành thị người biến thành thành công ty của mình, thậm chí muốn thành lập thuộc về mình buôn bán đế quốc. Hiện tại nắm trong tay toàn bộ hình nhân làm bằng đường ngu nhạc, tài sản mấy tỷ hình nhân làm bằng đường ngu nhạc, lại đột nhiên cảm giác được có quyền thế cảm giác cứ như vậy. Xem ra, người liền là cái đồ đê tiện, thích không phải kết quả sau cùng, mà là hưởng thụ đạt được thành quả quá trình. Trương mạng mặt cười hơi có chút cảm thán Đốc đốc đốc. Liền tại nàng cảm thán không thôi thời điểm, cửa phòng làm việc bị gõ. Tiến đến. Trương mạng thu hồi lười biến thần sắc, tuyệt mỹ mặt cười không hề bận tâm, thương giới nữ cường nhân khí chất nhìn một cái không sót gì trương mạng đã sớm không phải đã từng cái kia cần dựa vào mị hoặc bề ngoài, đi thu được mình muốn tư nguyên trương mạng. Hôm nay nàng, chỉ cần xem tề lân một người sắc mặt. Bây giờ trương mạng, ở công ty chỉ có một cái hình tượng, đó chính là băng sơn nữ tổng tài. Tổng tài, từ đại vân huynh để chuẩn bị mở điện ảnh nghiệp giới vũ hội, 7 giờ tối, ở giang hán thành phố khách sạn hưu tần đúng giờ tổ chức, hiện tại đã là 5 giờ chiều, ngày hiện tại phải chuẩn bị xuất phát sao. Người đến là trương mạng tiểu bí thư, nhắc nhở trương mạng nàng 7 giờ đồng hồ có hành trình. Trương Mạng liếc nhìn trên cổ tay tinh xảo, giá trị 1 triệu 200 ngàn tết tết Philip nữ sĩ đồng hồ. Cái này đồng hồ là tề lân đưa cho nàng lễ vật, Trương Mạng cũng thật thích, vẫn đeo ở cổ tay, chưa từng rời thân. Không sai biệt lắm cũng là lúc tan việc, đi hỏi một chút ta đặt trước lễ phục dạ hội đưa tới rồi chưa, đến rồi mượn đến tổng tài trong phòng làm việc. Tiểu bí thư nhanh chóng nói ra, lễ phục dạ hội đã đưa tới, liền tại trước sân khấu, ta cái này đã giúp ngài lấy tới. Tổng tài phòng làm việc là có tư nhân nghỉ ngơi giữa, bên trong tu thập phần xa hoa, đầy đủ mọi thứ. Nửa giờ sau, thay quần áo xẻ tà lễ phục màu xanh lam nhạt quần, đi một đôi hạnh sắc gợi cảm giày cao gót trương mạng, ngồi lên tư nhân tọa giá, một chiếc giá trị 300 vạn Maserati. Từ tiểu bí thư lái xe, đưa nàng đưa về khách sạn Hilton. Đại Vân Huynh đệ công ty. Hiện nay nội địa lớn nhất điện ảnh công ty, đồng thời cũng là cái nghề này long đầu. Tuy là hình nhân làm bằng đường ngu nhạc bây giờ ở Đại Vân đã coi như là bộc lộ tài năng, thế nhưng ở Đại Vân Huynh đệ trước mặt, còn là không đáng chú ý, trương mạng thành tựu hình nhân làm bằng đường ngu nhạc công ty trưởng khống giả, cũng là cần vì công ty tranh thủ tài nguyên, kết giao mạng giao thiệp. Giống như loại nghề này bên trong vũ hội, nàng một dạng cũng sẽ tham gia. Trương mạng tư thái cùng dung nhan trị không cần phải nói. Tề lân coi trọng nữ nhân, tại khí chất dung nhan trị phương diện, sẽ không có sai quá. Vừa tiến vào vũ hội phía sau, gợi cảm lại nữ nhân vị mười phần trương mạng, liền trở thành toàn trường sở chú mục chính là tiêu điểm. Tại loại này vũ hội bên trên, cũng không thiếu một ít đỉnh cấp nữ minh tinh một loại tức. Còn không có hỏa xuất ngoại bên ngoài quốc tế chương. Diễn Hoàng Châu cách cách hỏa tiểu yến tử. Yên tảng tấn ca. Hát sau lại lưu anh chờ, các loại. Những nữ nhân này tuy là hậu thế có các loại các dạng khe điểm, thế nhưng ở năm 2003, các nàng cũng đều là non nổi trên mặt nước tiểu hoa đáng, rất chịu quốc nội thanh niên truy phủng. Nhưng chỉ có những thứ này tinh xảo xinh đẹp nữ minh tinh, làm trương mạng sau khi xuất hiện, quan thải trong nháy mắt đã bị nàng ép xuống, có chút ảm đạm vô quan ý tứ